Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ vào cái app app này gọi là cây và cá này. Thì mình đã chơi từ hôm thứ sáu thì nó chơi mới chơi 2 tiếng thì đã được 5 triệu. Thì mình đang thử rút và hôm nay sẽ phải kiểm tra lại xem là thời gian nó đã giảm được còn bao nhiêu nữa. Thì hôm trước làm chơi thứ sáu đến hôm nay là thứ hai rồi, là đã 3 hôm, tính từ thứ bảy đi là 3 hôm, này là 3 hôm, thì tổng thời gian của nó là 120 tiếng. Thì hôm nay mình sẽ vào kiểm tra xem. Nhưng tại vì cái máy này của mình nó không đủ dung lượng, mình sẽ không thể quay trực tiếp bằng cái ghi màn hình trên điện thoại của cái này, nên mình sẽ phải dùng cái khác để mình quay như này. Thì vẫn như thường, ở trên này thì nó có cái Momo và Zalo Pay và kim cương. Thì cái Momo này thì mình đã đang rút và mình kiểm tra xem thời gian còn bao nhiêu. Cái này mình hiện tại bây giờ còn 3 tiếng 32 phút nữa, thì chúng ta sẽ phải chờ thêm 3 tiếng để xem nó có rút được về Momo hay không. Thì ở trên này nó có cái phần là xem video để chúng ta giảm bớt, tức là xem một video nó sẽ giảm đi là 5 phút, là chúng ta xem cái quảng cáo ở bất kỳ bên ngoài này. Bấm 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 vào đây này. Đó. Bấm vào đây. Đây các bạn nhìn, đó. Đây là cái nhận phần thưởng của chúng ta này. Thì nếu mà các bạn ấn nhận được thì nó sẽ chuyển đến là quảng cáo đó, và sau khi bạn xem xong thì sẽ nhận được 93.750 đồng. Đây mọi người xem này, hãy thử túi điện thoại chống nước tuyệt vời này. Nó sẽ chuyển sang chế độ quảng cáo này. Đấy, mình bỏ qua nhưng mà nó lại ấn vào chạy xem quảng cáo. Nhưng mà thực tế thì các bạn là hầu như là các bạn lấy tiền xong đó phải xem quảng cáo. Mình không biết chắc là nó có thể rút được hay không. Thì các bạn cứ ấn vào cái cây này để mà nhận những cái phần thưởng. Một là chúng vào Zalo Pay khoảng bao nhiêu tiền đấy, hoặc là Momo, hoặc là kim cương. Thì các bạn nhận, ấn vào nhận xong nó thì xem video. Thì mình đã chơi thử rồi. Thì với cái này thì các bạn xem video thì mỗi một video là giảm được 5 phút. Còn nếu mà các bạn muốn tăng tốc thì các bạn ấn ở cái góc này, đó là xem video tăng tốc. Thì hết một cái video các bạn giảm được 30 phút. Còn cái dưới này là các bạn xem 3 video thì các bạn giảm 120 phút. Đấy là rút ngắn thời gian, nhưng mà thực tế chúng ta xem trước khi các bạn đổi thưởng nhé. Thì ở cái phần này là cái phần trên này, tiến trình. Ở cái đầu tiên các bạn đặt xong này, đặt rút xong đó thì để mà rút được thì các bạn phải kích hoạt. Thì nó sẽ cho các bạn là xem 60 cái video quảng cáo đó. Hết 6 video quảng cáo thì bắt đầu nó mới chuyển sang gọi là quá trình vận chuyển, giống như kiểu ship hàng ấy. Thì hiện tại bây giờ mình đã xem hết 60 video đấy rồi, và mình đã xem tăng tốc 30 phút và 120 phút, cũng khá là nhiều video để cho nó giảm thời gian, nhưng mà nó mất thời gian nhiều quá. Thì mình đã bỏ từ hôm thứ bảy cho đến hôm nay là thứ hai, là 3 hôm, tổng là 4 hôm. 4 hôm thì hôm nay mới còn 3 tiếng nữa. Thì mình sẽ chờ trong vòng 3 tiếng nữa xem nó có thể rút được về Momo hay không, hay là chỉ để mất thời gian và xem cái quảng cáo của họ. Các bạn hãy chờ nhé. Yes. Trong vòng 3 tiếng, hơn 3 tiếng nữa mình sẽ kiểm tra lại xem như nào. 3 tiếng 29 phút. Trong thời gian chờ thì đã hơn 3 tiếng rồi, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem hình ảnh nào.
nó lại tiếp tục bắt mình chờ tiếp các bạn. Chúng tôi sẽ ăn. Nó chưa chuyển về tài khoản mà tiếp tục bắt chờ. Đấy, hiện có 4.982 người đang chờ thanh toán và 50 người đứng hàng đầu được phát hành hàng ngày. Bây giờ là nó ghi là cản nhiều video, tức là cần xem nhiều video để xếp hạng, cần xem nhiều video thứ hạng quảng cáo, lại tiếp tục chờ thêm 22 tiếng 46 phút nữa. Nó lại tiếp tục bắt mình xem quảng cáo các bạn. Thật sự thì mình chưa cũng trẻ biết là nó được, nên mình tiếp tục sẽ chờ tiếp 1-22 tiếng nữa, 2 tiếng 45 phút nữa. Các bạn chờ kết quả nhé.